Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thị Phện, 39 tuổi, ở xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2014, Phện bắt đầu làm chủ hụi, mở các dây hụi để hưởng tiền hoa hồng và kêu gọi nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các xã khác tham gia. Theo quy ước, địa điểm mở hụi là tại nhà của Phện. Hụi viên có thể tham gia bỏ hụi trực tiếp hoặc điện thoại cho Phện nhờ bỏ hụi dùm. Hụi viên được hút hụi là người đưa ra giá bỏ hụi cao nhất. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày sau khi mở hụi, Phện sẽ đi gom tiền của hụi viên và giao lại cho người hút hụi. Tiền hoa hồng Phện được nhận bằng một nửa giá trị của phần hụi mà hụi viên hút. Tuy nhiên, trong quá trình làm chủ hụi, Phện để mất cân đối trong việc gom và giao tiền hút hụi cho hụi viên nên đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hụi viên. Theo đó, với động cơ chiếm đoạt tiền của các hụi viên tham gia chơi hụi để lấp hụi và tiêu xài cá nhân, trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2019, Phện đã lập 12 dây hụi khống có giá trị mỗi phần từ 1 đến 5 triệu đồng và kêu gọi hàng chục hụi viên tham gia. Sau đó, Phện dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lấy tên khống người tham gia chơi hụi để hút hụi, mạo danh hụi viên để hút hụi, bán hụi khống cho hụi viên và nói dối giúp hụi viên khác. Với thủ đoạn này, bị cáo Phện đã lừa đảo chiếm tiền của 40 hụi viên với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng.